Thưa quý vị, Đà Lạt được mệnh danh là xứ sở sương mù, thành phố ngàn hoa hay là thành phố mộng mơ. Nhưng đối với những người có tâm hồn nghệ sĩ thì có lẽ Đà Lạt là thành phố của tình yêu, phải không chị Thanh Uy? Và mảnh đất bình yên ấy đã chấp bút cho nhiều nhạc sĩ, những ca khúc viết cho lứa đôi đã ra đời. Và ca khúc Đà Lạt nơi anh gặp em là một minh chứng nữa cho tình yêu. Và không biết đây có phải là chuyện tình thật sự mà tác giả đã trải qua hay cơ duyên nào đã đưa ông viết nên những giai điệu đẹp như thế. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng thả hồn vào ca khúc Đà Lạt nơi anh gặp em. Những khán giả của chương trình Rừng Bên Cao Nguyên, chúng ta vừa thưởng thức một tác phẩm âm nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng kể về câu chuyện tình yêu hòa cùng với cỏ cây đất trời tại thành phố Đà Lạt đẹp thơ của chúng ta. Và bây giờ tôi nam mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nhạc sĩ sáng tác nên ca khúc Đà Lạt nơi anh gặp em. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Xin chào Hương Thanh, xin chào Rừng Bình Minh Cao Nguyên. Tôi không sinh ra và lớn lên Đà Lạt, nhưng cùng với bao nhiêu người khác khi đến Đà Lạt thì có những cái cảm tình đặc biệt và yêu mến Đà Lạt. Nhắn đọc một bài thơ của nhà thơ Hồ Thị Mỹ Hạnh, cảm xúc của tôi dâng trào, và đặc biệt về nhìn về Đà Lạt thì những thiếu nữ Đà Lạt có một cái tình cảm rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là sâu lắng và mãnh liệt. Từ đó tôi có cảm xúc và viết được ca khúc Đà Lạt nơi anh gặp em. Vâng, đó chính là bắt nguồn từ cảm xúc về những cô gái ở Đà Lạt, da trắng, má hồng, đúng không ạ? Và được biết là với những giải thưởng về sáng tác bằng khen tại Liên hoan phim và nhiều huy chương danh dự của Trung ương Đoàn, huy chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục Đào tạo và huy chương vì sự nghiệp văn hóa của Bộ Văn hóa Thông tin, thì không biết là trong thời gian sắp tới, nhạc sĩ Trần Khánh Nam sẽ có những cái kế hoạch dự định gì cho sự nghiệp sáng tác của mình ạ? Những cái phần thưởng ấy là chỉ là một cái phần nhỏ trong cái cuộc đời sáng tác của một người nhạc sĩ. Thực ra đối với giới nhạc sĩ chúng tôi mà nếu được tặng thưởng thì cái đó là thật là một niềm hạnh phúc cao lớn hơn nữa. Về từ những cái được những cái kết quả vậy, chúng tôi có cái suy nghĩ và có trách nhiệm trong quá trình sáng tác của mình. Về dự định của chúng tôi trong thời gian sắp tới sẽ trước mắt là kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, trong đó ngày 3 tháng 4
kỷ niệm giải phóng Đà Lạt Lâm Đồng, chúng tôi sẽ có nhiều ca khúc để viết, để khát ngợi về quê hương Lâm Đồng, đặc biệt là Đà Lạt thân yêu của chúng ta. Cảm ơn nhạc sĩ Trần Khánh Nam dành thời gian để có những chia sẻ với khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên, và xin chúc qua nhạc sĩ sẽ sớm thực hiện được những ước mơ, những hoài bão đặt ra trong sự nghiệp sáng tác của mình. Các bạn thân mến, còn tới đây thì Hương Thanh và nhạc sĩ Khánh Nam phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.